Các bạn ơi, hôm nay là mình em bé Quang Anh đã xếp xong cái con thuyền bằng Lego. Đó, các bạn thấy đẹp không? Quang Anh xếp 2 ngày mới xong quá nha. 4 ngày. 4 ngày luôn. Wow. Con thuyền này đã quá vậy Quang Anh. Sao xúc đâu Quang Anh? Quang Anh treo lên giùm cậu Quy đi. Nè. Yeah. Bé Quang Anh của mình nha. Các bạn thấy con tàu này đẹp không? Rồi bây giờ các bạn cùng mình và Quang Anh mang con tàu này xuống nước cho con tàu bơi nha. Đó, giống nha, con tàu bơi giống đây nè. Giống đây nha các bạn. Mẹ gắn 2 ngày, bé gắn 2 ngày là 4 ngày. Đây là đồ chơi Lego của Quang Anh đây. Quang Anh xếp xong Lego, Quang Anh vui không? Rồi đây đây Quang Anh mang tàu vô, mang tàu vô nhà tắm đi. Cái chân bể nha, ôm tàu vô. Có cái cảnh này hả? Đây. Một con tàu. Rồi, mở cửa. Mở cửa ra đây. Hết chạy rồi. Sao bé Vi làm gì? Dán nhiều. Đâu có dán nhiều đâu. Hai cái là 4 cái. Ít lắm, nông chóc ra được không? Nông chóc ra được không? Nguyên cá mập. Nguyên cá mập. Wow, có một con cá mập. Chỉ nó bung ra thì teo. Không bung ra được. Chắc luôn. Nó chắc mà khi nó bung ra đó. Không, nè. Cái này dán cứng cứng lắm. Không bung ra được. Nó đi bung ra rồi. Không bung ra được đâu. Không, đừng sợ. Wow, con cầu. Wow, sao con thuyền đi được ngay vậy? Nó thả thuyền lớn vô luôn con em ơi. Được rồi, thuyền lớn thả vô được rồi. Thuyền lớn thả vô được rồi đó. Ừ. Hai, thả thuyền vô nha. Đây vô các bạn. Wow. Cho các bạn coi thuyền nè. Để vô nha. Hả thủy. Ủa, con thuyền nó nổi rồi. Ủa, đừng có bỏ này tại cái này phải chìm mà nó không chìm. Ủa, đừng có bỏ này tại nó phải chìm mà nó không chìm được. Không bỏ. Cho thuyền chơi nè. Hey, các bạn. Thuyền của mình bơi nha. Thuyền của Quang Anh đó nha. Cá mập bơi nè. Cho bé Bi dung cho người vô bơi luôn nha. Wow, đây nè. Làm nhẹ nha, bé Bi làm nhẹ nhàng thôi nha. Nè, đó, cho con tàu quay qua đây. Tàu đi rồi. Cứu hộ hả? Tàu đó cầu cứu hộ hả Quang Anh hả? Tàu nhỏ này cầu cứu hộ đúng không? Ừ. Mua vàng nè. Đừng thả xuống nha, thả nó văng xuống. À, Quang Anh đang bắt cá hả? Cái này để bắt cá đúng không Quang Anh? Cá đuối, Quang Anh có cá đuối không? Cá đuối sao to hơn thuyền luôn vậy? Không. Cá đuối á. Rồi, thuyền lên
Bên sóng bộ sóng này. Quang Anh tàu sóng rồi hả? Nhẹ ơi, làm sóng nhẹ ơi. Quang Anh mày gắn lại đi, gắn lại cái cần đó đi, gắn lại đi, đỡ gắn lại cái trục, trục ra đi. Sao chim ơi, thôi chim ơi, chim tao. Nó bên kia lên sai rồi. Ui, nó mang lên bờ cái rắn nữa. Nó ngồi xuống em. Rồi, đánh được rồi. Xong. Rồi, đừng làm mạnh quá ha. Rồi, cái máy bay thì nó tìm. Đây nè, tìm. À, máy bay trực thăng hả? Rồi, đây, 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 để máy bay. Đây, đây, cho cậu Huy cho máy bay trực thăng nó bay vô đây. Nó bay vô, nó cứu. Quay đi, quay, 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 cho trực thăng bay đi. Bay đi, yeah, trực thăng bay rồi. Rồi, vô đây cứu hộ, cứu con tàu này, cứu con tàu này. Sao cá mập cắn trực thăng luôn vậy? Trong hang rì sắt, cá mập cắn trực thăng hả? Ừ. Con tàu, cứu hộ con tàu đi, quay đi. Quang Anh quay bánh cánh quạt đi, con tàu sống mạnh quá, con tàu đột. Thuyền cứu hộ này chìm bây giờ. Chị thăng đậu lên đây. Chị thăng đậu lên nóc luôn rồi. Chị thăng đậu hả? Đậu an toàn rồi. Chim ơi kêu. Tiên chim rồi, tiên chim rồi. Cho lên rồi. Sao tàu chìm rồi Quang Anh? Đừng cho tàu chìm nữa. Nhấc lên, nhấc lên. Đổ nước ra, đổ nước ra. À, nước nó vô mấy cái khoang lái mà hả đó. Rồi. Rồi, thuyền hết chìm rồi. Rồi Quang Anh lượm trực thăng với tàu lên đi. Hay dặn đầy nước luôn đi. Cho đầy nước đi. Rồi. Cho đầy nước luôn nha các bạn. Lấy cái này mình xịt nước vô phụ luôn nha, phụ cho nó nhanh nha. Rồi Quang Anh, đừng Quang Anh ra để cô Huy xịt nè. Rồi kia đi. Sống hả? Giữ lại. Có chìm liền nha, chìm liền á. Rồi, bây giờ Quang Anh sẽ cho con này bơi dưới nước nha mọi người. Đó, đó. Rồi, vô đi.
không cần tắt đâu, kệ nó đi. Rồi chơi đi, chơi, chơi đi. Đó, người, người, người. Sao mấy người này. Bây giờ cậu đi giục mấy người này xuống nước để cho nhảy xuống nước để cho Quang Anh cứu nó nha. Đây, nè nè nè. Mấy này nhảy nhảy xuống biển tự tử, kiểu như nhảy xuống biển tự tử vậy đó. Nè, ui đúng cái nó nhảy xuống nha. Cứu, cứu, cứu. Sao cá mập cứu, cá mập ăn luôn rồi. Rớt xuống biển cho cá mập ăn luôn rồi. Rồi, cá mập à. Ủa đâu, cá mập ăn cho ruộng được hết luôn hả? Trời ơi, cá mập hay quá vậy. Đây. Rồi, cá mập ăn được nguyên người này vô bụng rồi nè. Cho bạn. Thế cá mập này dạ mang không? Rồi, cá mập này, tha cho người đi. Cá mập tha nha. Đó, tha rồi. Ác quá. Rồi con tàu của chúng ta trôi dạt qua bên đây rồi. Đó con tàu trôi dạt qua đây nè. À con này đi kiếm tàu, kiếm tàu. Lạc trong đi kiếm tàu hả? Cá mập ăn luôn, ăn tàu luôn. Con tàu. Quang Anh cho tàu bơi lại vị trí cũ đi. Nè, tàu của Quang Anh trôi dạt đi mất tiêu rồi. Xúc xúc xúc. Xúc môi ra luôn rồi. Đập xuống. À, chim tàu, đổ nước ra, đổ nước ra. Quang Anh nhấc cái đầu kia lên, nhấc lên. Xong để đổ nước ra. Để cái độ hết nước ra cái tính. Nước nhiều lắm nha các bạn. Nước vô tàu. Rồi, để xuống lại. Giờ Quang Anh lụm các bạn đồng hành của mình lên đi. Trôi dạt hết rồi nè, trực thăng nè, trực thăng mà bơi dưới nước luôn. Trực thăng cho đậu lên đây đi, chỗ này đậu trực thăng đi ha. Quang Anh bắt cá đuối lên đi. Bắt cá đuối lên cho các bạn coi ngay. Đâu rồi? Cá đuối này nha các bạn. Cá đuối của Quang Anh nha. Bây giờ mình cho cá đuối lên tàu. Trực thăng nè. Lego. Quang 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 cho cá đuối coi. À, tàu cứu hộ hả? Tàu cứu hộ này giờ cứu được người chưa? Bây giờ cậu Huy giục cái này, giục người xuống xong rồi Quang Anh cho tàu cứu hộ cứu người nha. Đây, người này chuẩn bị. Người này xếp hết người lên đây đi. Đây đây, xếp quay mặt ra đây. Kiểu như xử phạt đẩy nó xuống nước vậy đó. Rồi, mấy người này hư quá cho nên phải xử phạt mấy người này. Mấy người này hư quá, phải xử phạt mấy người này nha Quang Anh. Được chưa? Chưa, còn một người trong lòng. Thích lòng. Này. Trời ơi. Người trong lòng kia không biết đẩy lên đấy. Rồi, ok. Vậy bây giờ cậu Huy đẩy mấy người này xuống nước nha. À, xử phạt này trước nha. Một, à, rồi, rồi, rồi. Gắn lên đó luôn hả? Nè, hai nè, cứu tàu cứu hộ chứ, phải chở lên tàu cứu hộ đi để lấy tàu cứu hộ chở chứ. Tàu cứu hộ nè, giờ Quang Anh cứu lên tàu cứu hộ nha. Rồi cứu mỗi lên tàu cứu hộ đi. Rồi cứu được một người rồi, lên tàu cứu hộ luôn đó, đúng rồi.
Rồi người tiếp theo nè, hai người rồi lên tàu luôn, lên tàu luôn, cứu lên tàu xong sau đó mới cho lên tàu lớn. Rồi rồi còn người cuối cùng nè, người cuối cùng nè, người cuối cùng cho dân người kia rồi lên tàu, lên thuyền luôn, lên thuyền luôn. Rồi thuyền lớn vào đây, tuôn 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 vào đây, cứu hết người cho người lớn này, tàu lớn này rồi. Tuôn 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 tuôn. Con tàu của Quang Anh đang lên đinh, chưa cập bến được nha các bạn. Cập bến là bến của nó ở bên Mỹ á, bên nước Mỹ á. Thuyền là thuyền đánh cá rồi, không phải thuyền chở khách. Thuyền đánh cá suốt ngày ở biển thôi. Đó, có khoang tàu ngầm. Quang này để được một cái tàu ngầm thôi nha các bạn. Quang Anh mang tàu ngầm ra chơi đi. Thả này xuống. Để em... Quang Anh đang làm gì đó hả? Quang Anh nói đi. Quang Anh nói cho các bạn nghe đây đang làm gì. À bộ ta phi công vô cái tàu ngầm hả? Phi cơ bộ thuyền trưởng vô tàu ngầm hả? Thuyền trưởng là cái người đứng đầu đoàn con thuyền này, trưởng của con thuyền này, giống như lớp trưởng vậy đó. Yeah, yeah. Tàu quay đầu lại, quay đầu lại. Tàu quay đầu lại đi. Để cái kia hả? Tàu Quang Anh bơi nhanh quá vậy. Rồi, xong rồi. Kết, tàu cập bến rồi, kết thúc chuyến hành trình nha. Được rồi. Rồi bây giờ chào đi. Bây giờ Quang Anh chào các bạn đi, hẹn gặp lại các bạn ở trò chơi tiếp theo đi. Quang Anh chào đi. Say goodbye các bạn đi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Các bạn nhớ subscribe channel của Quang Anh nha.